Vâng, để tiếp tục vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Thì em cũng hôm nay tiếp tục vào lúc 3 giờ rưỡi dẫn khách đến để xem mặt em phô 3.000 của một tổng giá trị giá thành tiền. Thì cái này khách coi thì em cũng với các bác là bí mật ở vấn đề giá tiền. Còn em chỉ khoe với các bác là sáng nay em ship hàng đi ngã ba Đất Sét phải không nha, xã cái gì Khởi ạ, Cầu Khởi, và về thì em tiếp tục đón một vị khách ở ngã ba Trấn Hương ở Dầu Tiếng xem chiếc xe 4.600 thì chưa thành công, và tiếp tục hôm nay em về đây và đón khách tiếp tục Bình Phước ở trên mãi Đắk Lắk xuống đây để xem chiếc Ford 4.000 siêu phẩm đầu tay của chủ nhà. Đại chủ nhà thì ở đây các bác đây có một chiếc Isuzu có chảo và một chiếc Ford 3.000 để chủ nhà làm vườn đấy, nhưng mà chủ nhà bán cái vườn này 2.700.000 đấy, 7 sao, 2.700.000 ra ngoài mặt tiền nữa, và dư đã chiếc xe và một chiếc Isuzu. Tí nữa Lê Tuấn cũng đã lên, Lê Tuấn đã lên sóng rồi, cả nhà chúng ta biết rồi, bởi vì rất nhiều các bác đang theo dõi kênh của Lê Tuấn đấy. Thì và hôm nay tiếp tục thì đã có những vị khách điện liên tục có nhá. Đấy, rồi ngày mai cũng có những vị khách ở Đắk Lắk xuống mua Kubota rồi cũng vân vân, nói chung là cũng rất mong các bác là rất yêu mến Lê Tuấn. Thì Lê Tuấn xin chân thành cảm ơn các bác rất nhiều, và Lê Tuấn không có gì cảm ơn, chỉ biết là có đôi lời chúc các bác mạnh khỏe, thành công trong công việc, đạt được nhiều may mắn trong cuộc sống. Đấy, và em có những lần mà em nói thật các bác cũng điện thoại liên tục các bác nhé. Đấy, cứ lúc giờ ăn uống là thôi rồi, nhưng mà em rất vui bởi vì cũng có sức khỏe. Các bác mà quý em thì các bác cho em một like, các bác đăng ký các bác nhé. Rồi đến cái phân khúc nào mà xe nào tốt bền thì các bác cứ điện thoại cho em dẫn các bác đến, rồi thế thôi. Đó là cái nhiệm vụ của em, và các bác cứ ở nhà, bởi vì trong thời buổi này là thời buổi 5.0 rồi, thời buổi của 5G, nên các bác cứ nói với con cái bác kết lại vô. Đấy, các bác nào mà đang thích ở dòng MBZ hoặc là Belarus đúng không ạ, Ford hoặc Isuzu thì đối với em là em đi tìm cho các bác, rồi các bác kết nối Lazo các bác nhá, rồi kết nối với điện thoại của em số 0394 3698 thì em chụp hình quay xe, thế là các bác cứ vậy là ưng ý giá cả trong bác chút thôi, tiện nhất. Đấy, có nhiều bác nhờ em mà trả giá đấy em vẫn hoàn thành. Đấy, mua may bán đắt các bác nhá. Đấy, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Tất cả thì xe của người ta, tiền thì của các bác. Đấy, nhưng mà quan trọng thứ nhất là xe tốt. Xe ngon thì vào tùy là đồng tiền. Xe tốt thì tiền tốt, xe ngon thì tiền ngon. Đấy, nên bây giờ người ta coi thì em không lại gần, vì em cũng phải tôn trọng anh em. Mà một các bác đến vậy, có khi các bác đẹp trai quá rồi. Xe thì xấu, mà các bác thì đẹp trai, cho nên là đưa vào thì sợ ảnh hưởng đến chiếc xe. Đấy, cho nên là em đứng ở ngoài để em review cho nó dễ. Đấy. Én cái nổ lên rồi. Xe này xe nhà vườn làm ăn. Đấy, đấy, có ti ben nổ ti ben này. Đấy, rất chỉ là ngon. Đấy. Vỏ việc rất ngon, rất mới. Thì em cũng nói các bác ạ, cái này rất tiện cho các bác làm ăn này. Các bác về các bác chở bao bì là tuyệt vời luôn. Em nói thật, em lên là 3 ngày nay nhưng rất đông các bác hỏi rồi trả giá. Rồi có bác trả các bác trả 60 triệu là không được, có bác trả 65. Nhưng mà hai em này thì nói là 68 triệu. Đấy, nhưng mà chủ nhà kêu 70. Đó, nói thật như vậy. Đấy, từ đây rất đơn giản thôi các bác, cũng rất đơn giản. Đấy, hai bánh đôi. Đấy, 7020 rồi mà. Thì cái này các bác về tăng bò là tuyệt vời luôn, có cả kiếm luôn này. Đó, kiếm cày. Đấy, để cho hai vợ chồng và hai người con thì ok. Hết bây giờ thì đất sốt lại vẫn đang tí tách. Là ở giai đoạn thứ nhất là đất mà có sầu riêng nhá, và mít là dễ bán nhất. Đấy, còn có cao su chưa, không mua. Nhưng mà hiện bây giờ cái miếng này là chủ bán luôn này. Đấy, là người ta đến mua luôn đó bác. 2.700.000 mà 6 ngàn mét vuông, tức là 6 sào. Đây,
hai tỷ bảy của nhà. Đấy, và tiếng không các bác. Đấy, đây nha, cầu ghế đàng hoàng các bác nha. Cầu này, không thắng người thì không có đâu. Nhưng mà rất đẹp này, mặt này. Rất bằng phẳng đẹp này. Thứ hai nữa đây. Đó, rất đẹp. Đấy, hai tỷ bên. Rồi cầu 3,5 tấn. Đấy, thùng rất đẹp, rất gọn. Nói chung là rất tuyệt vời. Đấy, nói chung thì cái này thì về thằng Bùa là dễ hay nhất. Mà chở gì cũng được các bác. Chở thùng, chở gì cũng được. Đấy. Sáng nay em chở một chiếc Kumiai và một chiếc bọc. Đấy, sang cho đại gia coi như là xã cái gì Cầu Khởi. À, thì tối nay em lên video, bây giờ mới có 4 giờ. Thì tối nay em lên 4-5 cái video lên thì có cả một siêu phẩm mới Kubota 3520ZL. Đó, một siêu phẩm mới. Em thấy bác cái loại này cực kỳ đẹp. Thì tối nay em lên là các bác đón xem. Nếu như bác nào mà thích dòng Kubota mà đang còn zin nguyên luôn. Đây là con heo chưa tháo chì. Đấy, là siêu phẩm hôm nay em sang chỗ Dầu Tiếng. Đấy, thì em kêu em đến và một công hai việc là em review và lên, thì tối nay các bác hãy đơn xem nếu bác nào thích dòng Kubota nha. Kubota 232, Kubota 3210, chú đi Kubota 3210 đời mới, đùi to vuông một cầu, có một cái chảo 59 bình, vỏ mới chát. Heo đang cặp gì? Lấy về bãi được á. Cái đó về bãi? Được. Lấy về bãi gì đó. Ừ. Đón xem về... Nói chung là Kubota mà ngon là ở cái trong kênh của anh thì rất đông. Khán giả người ta rất thích cái dòng Kubota đó. Ngày mai ngày mốt cũng có Đắk Lắc xuống rước các em Kubota 7,000. Hay thì cặp vỏ cũng được. Rồi cặp kiếm số đàng hoàng. Đấy. Thì cái mọc bé bé xinh xinh này là ok rồi. Nói chung là mình ở đây chỉ tăng bo và chở thùng nước và các thứ là rất dễ. Bánh đôi cũng được. Nói về mọt thì nhiều siêu phẩm mà. Tên nào của đây? Bạn tôi mới lấy cái đầu 41 tỷ 7 nó mới lên về 95 triệu mà nó chạy dọc. Đây các bạn. Thì em đã báo các bác rồi. Chủ nhà kêu 70. Em hạ chú bà 2 triệu là 68. Nó chỉ có như vậy. Nhưng mà nói về mà dòng xe mà bo mà ấy là chỉ có 3,000 thôi nha các bác. 3,000 là dễ xài nhất. Ít ăn dầu mà nó mạnh, nổ 3 máy. Đấy, về mặt cũng đẹp luôn. Đấy, mặt đẹp. Rồi cuối cùng thì em cũng tâm sự với các bác một chút, đúng không ạ? Đấy. Tâm sự với các bác xong rồi á thì em cũng phải ngưng tại đây. Để vào xem quay chủ nhà và người mua. Thì hôm nay thì cũng mát tay hay không biết, nhưng mà được các em quý mến xem trên kênh. Thế thì Lê Tuấn tiếp khách này vào đón. Rồi, và cuối cùng thì em xin dừng video tới đây. Xin hẹn lại các bác video sau. Xin chân thành cảm ơn.